đội hình siêu khủng của Anh ở Euro 2024. Nếu huấn luyện viên Gareth Southgate không đột nhiên nảy ra những ý tưởng mới lạ, đội tuyển Anh của ông có thể tung ra một đội hình vô cùng chất lượng ở Euro 2024 sắp tới. Cùng bóng đá, điểm danh 11 gương mặt trong đội hình này. Thủ môn, Jordan Pickford, Everton. Thực ra thì đây là vị trí nhiều người cảm thấy lo lắng nhất. Lý do cũng dễ hiểu, Pickford không hẳn là một tên tuổi lớn ở vị trí thủ môn, và anh còn đang bắt cho đội bóng vật lộn trụ hạng là Everton. Nhưng Pickford có nhiều điểm mạnh. Thứ nhất là kinh nghiệm, cả sự nghiệp nói chung lẫn với đội tuyển Anh và các giải lớn. Thứ hai là anh hiểu rõ những yêu cầu của huấn luyện viên Southgate, cũng như hàng thủ trước mặt mình. Hậu vệ phải, Kyle Walker, Man City. Ở vị trí hậu vệ phải, khó ai qua được Walker. Dù đã bước vào tuổi băm, cầu thủ của Man City vẫn tỏ ra sung sức và không thua kém ai trong những cuộc đua về tốc độ. Walker cũng rất thoải mái khi di chuyển vào giữa và chơi như một trung vệ thứ ba, một chiến thuật mà huấn luyện viên Southgate ưa thích. Ở vị trí của Walker, anh còn Trippier và Alexander Arnold, nhưng cả hai đều có những hạn chế riêng trong mắt của huấn luyện viên Southgate. Trung vệ, Harry Maguire, Manchester United. Maguire đã và đang phải trải qua những quãng thời gian rất khó khăn trong màu áo Manchester United. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, huấn luyện viên Southgate vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào anh. Cho tới lúc này thì cơ bản niềm tin ấy vẫn chưa bị đặt sai chỗ. Trong màu áo đội tuyển Anh, Maguire tỏ ra điềm đạm, chắc chắn và thường xuyên có những tình huống phát động tấn công tốt. Trung vệ, John Stones, Man City. Nếu anh muốn triển khai bóng từ hàng thủ thì họ nhất định phải có Stones trong đội hình. Cầu thủ của Man City hiện là một trong những trung vệ chơi chân hay nhất. Anh còn đặc biệt mạnh ở những tình huống kéo bóng lên, thậm chí sẵn sàng dâng cao và chơi như một tiền vệ tự do, vai trò mà anh đã thể hiện rất tốt trong mùa giải ăn ba của City. Nếu không dính chân thương, Stones là một trong những người đầu tiên chắc suất. Hậu vệ trái, Ben Chilwell, Chelsea. Thực ra ở vị trí này, Luke Shaw mới là sự lựa chọn ưa thích của huấn luyện viên Southgate. Tuy nhiên, Shaw đã phải nghỉ thi đấu gần như cả mùa này vì những chấn thương khác nhau. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới phong độ của anh ngay cả khi anh kịp bình phục trước Euro 2024. Lựa chọn an toàn hơn ở vị trí hậu vệ trái. Vì thế, là Chilwell. Cựu ngôi sao của Leicester đang có một mùa giải thăng trầm với Chelsea, nhưng vẫn thể hiện được khả năng tấn công đáng gờm. Tiền vệ trụ, Declan Rice, Arsenal. Rice sẽ thoải mái hơn khi chơi bên cạnh một tiền vệ khác chuyên về phòng ngự và hoặc điều phối bóng. Tuy nhiên trong bối cảnh đội tuyển Anh không có một tiền vệ trụ nào khác đáng tin cậy, Calvin Phillips vẫn đang đóng phim mất tích. Rice là lựa chọn tốt nhất ở vị trí này. Thông minh, mạnh mẽ, bền bỉ, Rice chính là chất keo gắn kết tất cả các vị trí còn lại trong đội hình tam sư. Anh đơn giản là người không thể thay thế. Tiền vệ trung tâm, Kobbie Mainoo, Manchester United. Mainoo đang có những bước thăng tiến thần tốc. Chỉ hơn 3 tháng sau ngày ra mắt đội 1 Manchester United, anh đã có trận đầu tiên cho đội tuyển Anh và lập tức gây ấn tượng. Ở Manchester United lúc này, Mainoo là cầu thủ thể hiện ổn định nhất. Nhìn anh chơi bóng, thật khó tin rằng năm nay anh chỉ mới 18 tuổi. Ở vị trí của Mainoo, Southgate có nhiều lựa chọn cũng rất ổn, nhưng nhiều khả năng tiền vệ của Manchester United sẽ là vũ khí bí mật của tam sư ở kỳ Euro sắp tới. Tiền vệ trung tâm, Jude Bellingham, Real Madrid. Có thể khẳng định Bellingham đã vươn tới đẳng cấp thế giới ở vị trí của mình. Chuyển từ Dortmund sang Real Madrid với giá chuyển nhượng khổng lồ hơn 100 triệu euro, Bellingham không những không bị ngợp mà còn một bước trở thành đầu tàu của đội bóng hoàng gia. Vốn đã thể hiện rất tốt ở World Cup 2022, Bellingham được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên đất Đức mà anh vốn không xa lạ gì để nâng cánh giấc mơ của tam sư. Tiền đạo phải, Bukayo Saka, Arsenal. Không có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn Saka ở vị trí tiền đạo phải. Cầu thủ người Anh đang tiếp tục có thêm một mùa giải bùng nổ nữa với Arsenal. Thể hiện ổn định cả ở khâu ghi bàn, kiến tạo cũng như quấy phá hàng thủ của đối phương.
sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Saka là một trong những ngôi sao tấn công sáng nhất ở Euro sắp tới. Rào cản lớn nhất cho viễn cảnh ấy chỉ có thể là Southgate. Hy vọng ông sẽ không bắt Saka đá hậu vệ trái nữa. Tiền đạo trái, Phil Foden, Man City. Cũng giống với trường hợp của Saka, Foden trong màu áo đội tuyển Anh chưa phát huy được hết năng lực vì chưa hoặc không được huấn luyện viên Southgate sử dụng đúng cách. Ông Southgate thậm chí còn thường xuyên bỏ Foden ở ngoài để lấy chỗ cho những cầu thủ khác với lý do không phù hợp lối chơi. Nhưng năm nay, nếu Southgate còn làm thế với Foden, sau những gì anh đã thể hiện với City, các cổ động viên Anh có thể sẽ nhai đầu ông. Trung phong, Harry Kane, Bayern Munich. Kane tất nhiên là cái tên đầu tiên mà ông Southgate điền tên vào đội hình xuất phát. Không cần phải nói thêm về năng lực của Kane cũng như vai trò của anh trong cách vận hành của đội tuyển Anh. So với các giải trước, năm nay Kane có thêm một lợi thế nho nhỏ là được chơi bóng ở Đức, nơi anh đang trở nên thân thuộc sau gần một mùa giải khoác áo Bayern Munich. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.